các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Chuyên mục này được phát thường kỳ vào 20:30 tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Mến chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe cảm nhận về cuốn sách Hạnh Phúc Thật Giản Đơn của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng nhé. Hạnh phúc thật giản đơn, với những câu chuyện nhẹ nhàng, giản đơn như lời tựa, nhưng có sức mạnh lan tỏa vô cùng to lớn về tình yêu thương. Tình thương mang đến sự chữa lành cho tôi, cho bạn. Tình thương giúp cho cuộc đời này thêm những hương hoa. Và tình thương là cội nguồn của hạnh phúc. Tình yêu thương là kỳ quan vĩ đại nhất trên thế gian này. Tình yêu thương không biên giới, không phân biệt, không đòi hỏi, không toan tính. Vốn dĩ yêu thương là vậy. Qua những câu chuyện về tình người, tình yêu thương của con người dành cho cỏ cây, động vật, tình yêu thương giữa các loài vật với nhau như chút hương vị cho đời, cô bé ở công viên, lòng từ bi của các bạn trẻ, chuyện kiến và gián, ruồi và hoa sen, thầy bò cạp của tôi. Tác giả đã mở ra những câu chuyện về tình người, mở rộng hơn là tình đồng loại và hơn nữa là muôn loài. Tình yêu thương chân thành, tự đáy lòng, mang đến phép màu, chữa lành, mang đến hạnh phúc cho tất cả. Tình yêu thương vốn là cội nguồn của mọi chúng ta. Tình yêu thương được khuyến khích, cổ vũ, được nuôi dưỡng, nó sẽ luôn đẹp hơn, hoàn thiện hơn và dĩ nhiên là ý nghĩa hơn. Bằng cách nói những lời yêu thương, nghĩ những điều tốt đẹp là cách tuyệt vời để nuôi dưỡng yêu thương. Trong Mật Pháp Yêu Thương, tác giả đã chia sẻ: hàng ngày tôi có thói quen nhẩm trong đầu những lời yêu thương. Có khi tôi đọc ra thành tiếng, có lúc tôi nằm thư giãn và nhớ tới những phút giây tuyệt vời, những cảnh đẹp thiên nhiên. Và những việc làm tưởng nhỏ và giản đơn này nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác bình an đến lạ kỳ. Cứ mỗi ngày một chút, chúng ta tưới tẩm tâm mình để những chủng tử thiện, những mầm hạnh phúc nảy nở và lớn dần. Một vài thí nghiệm nho nhỏ của tác giả đã giúp củng cố thêm luận điểm tình yêu thương là quan trọng nhất trên thế gian này. Tôi biết bạn tôi bị bệnh, tôi thường xuyên gửi tin nhắn, email, gọi điện thoại và nói rằng tôi rất yêu quý bạn, rằng tôi đang truyền năng lượng và tình yêu thương đến bạn, rằng bạn sẽ khỏi. Tôi làm những điều này một cách thành tâm, thành thật, từ đáy lòng mình, từ con tim mình. Tôi làm với mong muốn và nguyện cầu thực sự để bạn tôi khỏi bệnh, và bạn khỏi bệnh rất nhanh. Còn đối với các loài sinh vật khác thì sao? Tác giả đã làm một thí nghiệm khác với những chậu cây. Tác giả viết rằng: tôi mua 3 cây từ chợ bưởi. 3 cây có độ cao bằng nhau, phát triển ngang nhau. Tôi trồng cả 3 cây đó ngoài ban công. Hằng ngày tôi tưới nước, chăm sóc cả 3 cây một cách bình đẳng. Sự khác nhau duy nhất nằm ở chỗ, cây số 1 tôi thường xuyên ra nói chuyện với những lời yêu thương. Tôi dùng các từ như anh yêu em cây ơi, I love you very much. Cây số 2 tôi không nói gì cả, lặng im, tạo cảm giác quân bình, bình thường với cây. Còn cây số 3, tôi ra đó khi bực mình, lúc khó chịu, khi căng thẳng. Tôi cũng hay nói với cây thứ 3 những từ như I hate you, tôi rất khó chịu với cậu. Tôi làm những việc này đều đặn, cần cù, kiên trì. Điều gì đã xảy ra sau đó? Kết quả cây thứ 3 chết trong vòng chưa đến 1 năm. Cây thứ nhất thì rất xanh tươi, lá cây mịn màng, màu mỡ, phát triển nhanh. Cây thứ 2 phát triển bình thường, kém xa cây số 1, nhưng không bị tiều tụy và chết như cây số 3. Wow, tình yêu thương thật kỳ diệu đúng không ạ? Vâng, tình yêu thương cần được khuyến khích, lan tỏa. Tác giả rất đề cao những người trẻ biết sống vì người khác, biết yêu thương, lan tỏa những giá trị vì cộng đồng. Qua cách nhận thức và thái độ sống đúng đắn, chẳng hạn không làm gì tổn thương người khác từ lời nói, hành động cho đến suy nghĩ,
Hãy tìm điểm mạnh của người khác để khuyến khích, thay vì tập trung soi mói những điểm xấu, điểm yếu. Lan tỏa những lời yêu thương, những điều tích cực. Cứ vậy, mỗi ngày thực tập một chút, chúng ta sẽ thấy bình an và hạnh phúc, và chúng ta sẽ thấy xung quanh ta những người có tâm an lành. Nuôi dưỡng hạnh phúc trong từng hơi thở. Yêu thương chân chính là cội nguồn của hạnh phúc thật sự. Cùng nhau đi được một đoạn đường của quyển sách này, chúng ta thấy rằng hạnh phúc vốn không khó nắm bắt, phải không? Và để hạnh phúc được lâu bền, chúng ta cần diệt cỏ dại để tâm ta được an. Khi ta bình an, hạnh phúc bình dị sẽ vững bền. Ai cũng biết cơ thể ta gồm có hai phần, thân và tâm. Tác giả đã nhẹ nhàng tập trung vào phần cốt yếu nhất của mỗi người để cảnh tỉnh chúng ta rằng chúng ta đã quên quan tâm đến mình. Thân làm việc suốt ngày đêm để rồi bị bệnh. Khi đó ta mới cho thân nghỉ, đưa thân đi bệnh viện, uống bao loại thuốc, tiêm bao mũi kim, truyền bao hóa chất vào cơ thể. Chỉ khi đó ta mới nhận ra rằng cần chăm sóc thân, hay đơn giản cần dừng lại để thân được nghỉ. Đôi khi ta thấy mệt mỏi bởi suy nghĩ quá nhiều, bởi thấy có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều việc phải làm, công, tư, gia đình, cơ quan, cá nhân, xã hội. Tâm ta cứ mãi trong trũi với bao kế hoạch, dự tính gần xa. Tâm như con khỉ cứ nhảy mãi, chuyền cành mãi. Việc cần làm rất đơn giản là dừng lại. Khi chúng ta dừng suy nghĩ lung tung, quay về với hơi thở, theo dõi hơi thở vào ra vài phút, là thấy hạnh phúc ngay tức thì. Hạnh phúc là thứ có thật và rất dễ có được, chứ không khó như bạn vẫn nghĩ trước đây đâu nhé. Tuy nhiên trên thực tế, ngay cả khi bạn nhổ cỏ tận gốc, bứng hết rễ, cỏ dại vẫn mọc lại như thường. Cách mà chúng ta muốn diệt cỏ là hãy trồng lên đó những luống rau, những hàng ngô, bãi khoai. Chỉ khi chúng ta dùng mảnh đất đó vào mục đích tạo ra mùa màng tốt tươi với những vụ thu hoạch thì mới hết được cỏ. Tâm ta cũng vậy. Tâm luôn trong trũi theo những suy nghĩ xấu, dẫn ta nói những lời không hay, hướng ta làm những việc bất thiện. Chỉ khi ta tập những đức tính tốt, có những suy nghĩ tích cực, nói những lời hay, ái ngữ, làm những việc lợi mình ích người, thì những nghiệp xấu mới dần dần hết đất để len lỏi vào. Bí quyết cân bằng cuộc sống đó là tư duy tích cực, đơn giản hóa mọi vấn đề, kết nối với chính chúng ta bằng cách quan tâm đến hơi thở, tập mỉm cười, nghỉ ngơi, thư giãn, sống với hiện tại và kết nối với những người thân thương. Khi tâm đã an, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt cuộc sống của mình vốn không cần quá nhiều phương tiện để hạnh phúc. Hạnh phúc giản dị lắm bạn ạ. Lắng nghe hơi thở của mình đã là hạnh phúc rồi đấy. Bởi hơi thở là kết nối duy nhất giữa thân và tâm, giữa sự sống và cái chết, giữa quá khứ và tương lai, giữa ý thức và tiềm thức. Hạnh phúc là vậy, hạnh phúc vốn giản dị như thế. Mỗi chúng ta đều có sẵn điều kiện hạnh phúc bên trong mình. Hãy dừng đi tìm những phương tiện để hạnh phúc. Trong quyển sách có đề cập đến câu nói: điều vĩ đại chính là sự giản dị. Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng. Cuộc sống là một trường đời, chúng ta không ngừng học hỏi, sáng suốt lựa chọn những điều tốt đẹp, thuận theo tự nhiên, chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật giản đơn, hạnh phúc cũng rất bình dị như vốn dĩ của nó. Đừng áp đặt, đừng đi tìm, cũng đừng mong đợi. Hạnh phúc ở trong ta. Xin mượn lời của tác giả thay cho lời kết. Nguyện mong người đọc sách này có hạnh phúc dài lâu, có tình thương và trí tuệ, lan tỏa đến muôn phương. Cảm ơn các bạn đã tĩnh tâm lắng nghe cùng Cái Nền Radio. Mến chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền không an xa.